Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Ten Hag bất mãn với Casemiro và Bruno Fernandes. Tiền vệ phòng ngự Casemiro không thể kiềm chế sự thất vọng của mình với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United trong trận thua Brighton. Sự thất vọng hiện rõ ở các cầu thủ của Manchester United vào thứ Bảy và điều đó được nêu bật bởi sự bùng nổ của Casemiro với đội trưởng Bruno Fernandes. Trong trận thua 1-2 trước Brighton và Hove Albion, tiền vệ phòng ngự giàu kinh nghiệm người Brazil đã trút giận lên đội trưởng câu lạc bộ Bruno Fernandes trong hiệp 1 sau khi không tận dụng được một quả đá phạt đệm nguy hiểm. Manchester United đã nhận được một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi bên phía phần sân của Brighton. Ngôi sao người Bồ Đào Nha 29 tuổi bước lên để đưa bóng vào vòng cấm. Casemiro không bị ai kèm đã nỗ lực đón bóng và đánh đầu, nhưng cầu thủ người Brazil đã đưa bóng bay vọt qua xà ngang khiến cho chính anh cảm thấy khó chịu. Nhưng thay vì tập trung vào sự thất bại của mình, cầu thủ 32 tuổi này đã quyết định chỉ trích Fernandes về pha giao bóng. Tiền vệ người Brazil đã chạm được đầu vào bóng, cảm thấy khó chịu vì bóng đi hơi chích về phía sau anh. Bình luận viên Simon Stone lập tức nhận xét trên bình luận trực tiếp của BBC. Casemiro vừa hét vào mặt Bruno Fernandes vì quả đá phạt đó. Cầu thủ người Brazil đánh đầu, phải kiểm tra đường chạy của mình vì bóng sắp đi ra sau lưng anh ấy. Anh ấy hét vào mặt đội trưởng và không nghi ngờ gì nữa rằng anh ấy mong đợi bóng đi xa hơn nữa về phía trước. Trong khi đó, chính Casemiro lại bị người hâm mộ chỉ trích ở một tình huống khác. Tiền vệ này chạy trở lại vòng cấm một cách bình tĩnh khi Danny Welbeck không bị ai kèm dứt điểm mở tỷ số cho trận đấu. Kaoru Mitoma lấy được bóng, chuyền cho Welbeck để anh ghi bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp Premier League của mình. Và những người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng chỉ ra lỗi của Casemiro. Một người viết, mắc ai kèm một người, Martinez cũng vậy, còn Casemiro để Welbeck không bị ai kèm. Đó là lý do dẫn đến bàn thắng. Trong khi một người khác phàn nàn, pha chạy bộ của Casemiro giết chết tôi. Chiến thắng muộn của Manchester United trong trận mở màn mùa giải vào tuần trước, vượt qua Fulham 1-0 tại Old Trafford đã nhanh chóng bị lãng quên bởi bàn thắng quyết định của João Pedro trong thời gian bù giờ tại Amex. Điều này sẽ chỉ làm tăng thêm sự thất vọng trong đội hình của Manchester United. Các cầu thủ của Erik ten Hag rõ ràng còn nhiều việc phải làm nếu họ hy vọng theo đuổi ít nhất là một trong vị trí top 4, đặc biệt là khi nhìn lại vị trí thứ 8 của họ trong mùa giải 2023-24. Sự thất vọng của Quỷ Đỏ có thể còn tăng hơn nữa khi đối thủ tiếp theo của họ là đại kình địch Liverpool. Trận đấu diễn ra tại Old Trafford vào chủ nhật tuần tới. Tư duy phòng ngự thời ten Hag. Hàng thủ Manchester United đã mất tập trung ở những thời khắc quyết định và phải trả giá với một trận thua. Manchester United đã chơi không quá tệ trên sân Amex, bất chấp việc bị Danny Welbeck chọc thủng lưới ở hiệp 1. Đội bóng của Erik ten Hag đã nhanh chóng lấy lại thế trận, tính luôn bàn thắng của Amad Diallo. Các cầu thủ áo đỏ đã có 3 lần đưa bóng vào lưới Brighton, nhưng chỉ có một lần duy nhất Quỷ Đỏ được hưởng niềm vui. Ở pha bóng đầu tiên, Marcus Rashford rõ ràng đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, trong tình huống làm bàn thứ hai, cái chân có phần vô duyên của Joshua Zirkzee đã ăn cản một bàn thắng 10-10 của Alexandro Garnacho. Không thể ghi bàn dẫn trước, Manchester United đã bị Brighton, một đội bóng có thói quen nổ súng trong 15 phút cuối, trừng phạt. Ý tưởng phòng ngự của Manchester United trong pha bóng đó là không rõ ràng. Họ không phòng thủ khu vực và áp sát cũng không đủ quyết liệt. Nhìn ở một góc máy rộng hơn, có đến 4 cầu thủ áo đỏ bị hút vào pha đi bóng của người mới vào sân thay người, Simon Adingra. Trong khi đó, dường như không ai phát hiện ra sự có mặt của João Pedro ở cột xa. Và như thế, chỉ cần một đường tạt bóng vừa tầm, Pedro đã đánh đầu tung lưới Andre Onana. Trang thống kê uy tín Opta cho biết, kể từ mùa giải 2022-23, Manchester United là đội để thua nhiều nhất ở sau phút 90, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tới 6 lần. Trong 30 mùa giải trước đó, Manchester United chỉ có 2 lần bị các đối thủ đánh bại ở thời điểm được xem là Fergie Time. Ba trung vệ Manchester United xuất hiện trong ngày hôm nay đều chơi không tốt. Lisandro Martinez bị trang SofaScore chấm điểm ở mức 6.8. Magai mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của Quỷ Đỏ khi không cắt được đường truyền hướng đến Kaoru Mitoma. Cầu thủ này ở cuối trận đã được rút ra nghỉ. Trò cưng của Ten Hag, Matthijs de Ligt vào sân với yêu cầu ít nhất phải giữ được một điểm cho đội nhà. Đáng tiếc, khi hàng thủ của Manchester United phòng ngự theo kiểu mỗi người mỗi phách, de Ligt hay Lisandro Martinez không thể giúp Onana thoát thua. Mùa trước, Manchester United để thủng lưới 58 bàn sau 38 trận. Trước Fulham hay Brighton, hàng thủ của Quỷ Đỏ đều đã bộc lộ ra những sai lầm chết người. Điểm khác biệt là Fulham không tận dụng được, còn Brighton trừng phạt đối thủ triệt để. Đến đây, người ta đặt nghi vấn rằng dường như Ten Hag không có một kế hoạch phòng ngự đủ tốt cho các học trò. Chỉ cần đối thủ ào lên tấn công và gây sức ép, Manchester United dễ dàng phạm sai lầm và thủng lưới. Ten Hag đã sử dụng hai tân binh ở hàng thủ trong trận đấu tại Amex. Có lẽ không ai hào phóng bằng giới chủ Manchester United, và nếu Quỷ Đỏ tiếp tục chơi thất vọng, Ten Hag sẽ phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Greenwood từ bỏ tuyển Anh chơi cho tuyển Jamaica. Mason Greenwood từ bỏ tuyển Anh để chơi cho tuyển Jamaica dưới trướng cựu trợ lý của huấn luyện viên của Manchester United là Steve McClaren là điều nhiều khả năng xảy ra.
Jamaica đã cố gắng dụ dỗ Mason Greenwood từ bỏ tuyển Anh, chuyển sang đội tuyển quốc gia của họ kể từ năm ngoái. Bây giờ, Mason Greenwood chuẩn bị quay lưng với đội tuyển Anh để chơi cho tuyển Jamaica dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Steve McClaren, người từng là trợ lý huấn luyện viên tại Manchester United. Tờ Sun Sport của Anh đưa tin, Liên đoàn bóng đá Anh FA đã được Liên đoàn bóng đá Jamaica tiếp cận với yêu cầu chính thức về việc chuyển nhượng quyền thi đấu quốc tế của Mason Greenwood và quá trình này đã được tiến hành. Mason Greenwood phải rời bóng đá Anh mấy năm nay sau khi anh dính vào cáo buộc hành hung và hiếp dâm bạn gái. Greenwood đã bị huấn luyện viên Gareth Southgate của tuyển Anh khi đó đuổi về nước vào tháng 9 năm 2020 khi tam sư đá giải UEFA Nations League vì anh vi phạm lệnh cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại khách sạn của đội bóng. Cựu tiền đạo của Manchester United, Mason Greenwood đã có trận ra mắt đội tuyển Anh trong trận đấu ở Nations League với Iceland khi mới 18 tuổi 2 ngày. Nhưng kể từ đó, anh không còn ra sân thi đấu cho tuyển Anh nữa. Điều đó đồng nghĩa, Greenwood chỉ mới có đúng một lần khoác áo tam sư. Mason Greenwood đã bị MU đình chỉ thi đấu vào tháng 1 năm 2022 sau khi anh bị buộc tội cố gắng hiếp dâm và tấn công bạn gái, điều mà anh đã phủ nhận. Sau 12 tháng, cơ quan công tố Crown của Anh đã hủy bỏ mọi cáo buộc với Greenwood vì thiếu chứng cứ và nhân chứng rút lui. Đáng chú ý, trong thời gian chờ điều tra, Greenwood và bạn gái đã làm lành, cả hai có một đứa con trong khoảng thời gian này. Bất chấp điều đó, Greenwood vẫn nhận phải sự chỉ trích và tẩy chay trên khắp cả nước Anh. Và sau cuộc điều tra toàn diện, MU buộc phải đẩy Greenwood sang câu lạc bộ Tây Ban Nha Getafe đá một mùa giải dưới dạng cho mượn. Mùa hè năm nay, Mason Greenwood chính thức rời MU vĩnh viễn gia nhập câu lạc bộ Pháp Marseille với giá 30 triệu bảng Anh. Khả năng Greenwood trở về nước Anh thi đấu là rất thấp và khả năng anh trở lại tuyển Anh càng thấp hơn, bất chấp phong độ của anh có ra sao. Mason Greenwood chưa bao giờ bị FA chính thức cấm thi đấu cho tuyển Anh, mặc dù anh không được huấn luyện viên Southgate cân nhắc để lựa chọn cho tam sư. Ngoài các vấn đề về đạo đức, cầu thủ 22 tuổi này không phải là lựa chọn ở tuyển Anh vì anh đã không tập luyện hoặc chơi cho Manchester United trong gần 18 tháng. Sau khi Greenwood bắt đầu thể hiện tốt trong màu áo Getafe tại La Liga mùa giải trước, Southgate cho biết việc chọn Greenwood sẽ gây mất tập trung cho tuyển Anh trước Euro 2024. Trong khi đó, Jamaica lần đầu tiên cố gắng thuyết phục Greenwood thay đổi lòng trung thành với đội tuyển quốc gia sau khi các cáo buộc hình sự của anh bị hủy bỏ vào tháng 2 năm ngoái. Nhưng ban đầu Greenwood từ chối chơi bóng cho tuyển Jamaica vì muốn vực dậy sự nghiệp của mình ở đội tuyển Anh. Việc McLaren được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tuyển Jamaica vào đầu tháng này được cho là đã dẫn đến một cách tiếp cận mới đối với Mason Greenwood và dường như đã thành công. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Greenwood từ bỏ tuyển Anh chơi cho tuyển Jamaica vì ông biết anh từ thời còn là thành viên ban huấn luyện của Erik ten Hag tại Old Trafford. Ten Hag cũng muốn trao cho Greenwood một cơ hội thứ hai tại MU nhưng đã bị ban điều hành MU bác bỏ vào mùa hè năm ngoái vì lo ngại phản ứng dữ dội sau những cáo buộc chống lại Greenwood. Bây giờ, Sun Sport đưa tin FA được cho là đã chuyển giao giấy tờ cho Liên đoàn bóng đá Jamaica. Liên đoàn bóng đá Jamaica sẽ đệ trình yêu cầu thay đổi đăng ký quốc tế lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA để được chấp thuận cho Greenwood từ bỏ tuyển Anh chơi cho Jamaica. Mason Greenwood đủ điều kiện để chơi cho Jamaica vì cha anh, ông Andrew, sinh ra ở Jamaica. Luật của FIFA cũng cho phép Greenwood được chuyển đổi đội tuyển mặc dù anh đã chơi một trận đấu chính thức cho đội tuyển Anh. Theo đó, quy định của FIFA cho phép thay đổi đội tuyển quốc gia nếu một cầu thủ đã chơi không quá 3 trận đấu cho đội tuyển quốc gia trước khi đủ 21 tuổi. Mason Greenwood đã có khởi đầu ấn tượng tại Marseille khi ghi được 2 bàn thắng, có 2 pha kiến tạo trong trận ra mắt trong chiến thắng 5-1 trước Brest vào cuối tuần trước. Việc chuyển sang Jamaica sẽ giúp Greenwood có cơ hội chơi ở World Cup 2026 tại Mỹ. Jamaica đang xếp hạng 59 FIFA. Đội của huấn luyện viên McLaren sẽ có các trận đấu tại CONCACAF, Nation League với Cuba và Honduras vào tháng tới. Nhưng có thể sự thay đổi này sẽ không kịp để Mason Greenwood có thể ra sân. Trong khi đó, FA từ chối bình luận về việc chuyển đổi đội tuyển quốc gia của Greenwood.